Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố vẫn diễn biến hết sức phức tạp. Tận dụng điều này, các loại tội phạm trộm cắp, lừa đảo tăng cường hoạt động gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương. Ý thức được điều này, lực lượng công an các đơn vị đã triển khai nhiều biện pháp, vừa thực hiện công tác phòng dịch, vừa kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh với các loại tội phạm. Đây là hình ảnh chúng tôi ghi lại được tại một khu chợ trên địa bàn quận Hải Châu. Ngay khi Đà Nẵng ghi nhận một ca dương tính đầu tiên trong đợt dịch mới đây, Công an phường Hòa Thuận Đông đã triển khai lực lượng xuống các chợ, khu dân cư trên địa bàn nhằm tuyên truyền cho nhân dân, tiểu thương tăng cường công tác phòng chống COVID-19. Lực lượng công an nhắc nhở thì chúng tôi cho buôn bán hàng đã cũng chấp hành theo luật của nhà nước rồi đưa ra đó. Thì ai cũng giữ gìn hết trơn á, vì đây là giữ gìn chung cho tất cả mà, thì cũng là cho cả nhân dân thôi chứ có cái gì đâu. Để việc phòng chống dịch được triển khai hiệu quả, công tác quản lý lưu trú, nắm hộ, nắm người là một trong những yếu tố quan trọng. Lực lượng công an thường xuyên tăng cường công tác tuần tra, quản lý địa bàn. Qua công tác kiểm tra, vận động chủ cơ sở ký cam kết phòng chống dịch và tố giác những người trở về từ vùng dịch trái phép hay người nước ngoài nhập cảnh trái phép trên địa bàn. Cái hiểu được cái tầm quan trọng, quản lý được, theo dõi được cái việc người nước ngoài nhập cảnh về địa bàn có nguy cơ như thế nào, cho nên lực lượng cảnh sát khu vực phải thường xuyên bám sát địa bàn, theo sát cái lực lượng nòng cốt gì đó. Khi phát hiện ra những điểm nào, những chỗ nào nghi vấn hay các đối tượng nghi vấn xuất hiện trên địa bàn, thì phải ngay lập tức phải báo cáo ngay cho ban chỉ huy công an phường, và chỉ huy công phường sẽ báo cáo cho ban chỉ đạo và có biện pháp xử lý ngay. Tới thời điểm bây giờ thì trên địa bàn phường Hòa Thuận Đông thì chưa phát hiện ra cái điểm hay đối tượng là nhập cảnh trái phép nào. Hiện nay dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến hết sức khó lường. Với quyết tâm chống dịch như chống giặc, mỗi cán bộ chiến sĩ công an thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục nâng cao quyết tâm, đặc biệt siết chặt công tác quản lý cư trú, đấu tranh triệt phá đường dây nhập cảnh vào Việt Nam trái phép, thực hiện tốt mục tiêu phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.